Máy ray ở bên Tuyền ngày nào cũng mưa hết trơn á, bữa nay được một ngày nắng đẹp, không mấy mọi người đi chợ online qua Malaysia cùng với Tuyền nha. Hai cuối tuần nên là chợ khá là đông mà ôi nhìn sang cái này mấy bạn nhỏ gặp chắc khóc thét. Không biết mấy bạn nhỏ ở Việt Nam có quen không chứ mấy bạn ở Malaysia gặp một cái là tới công chuyện. Sáng nay đúng trời đẹp luôn á mọi người. Tối hôm qua mưa nên là sáng trời rất là mát luôn. Giờ mua xong rồi, về nhà nấu cơm thôi. Có nhiều nguyên liệu đây, mọi người thử đón xem là nay Tuyền nấu món gì mà Tuyền gợi ý là đặc sản Hà Nội nha. Trước khi mọi người đón ra thì Tuyền sẽ bổ trái dưa hấu này ra trước. Hôm trước mua trái dưa hấu xui quá, dặn mấy nay đâu có mua đâu, giờ mua lại hên mọi người hay. Mà Tuyền thề luôn là mình không có dám dỗ luôn á, cứ nhắm mắt lựa đại. Ngọt luôn mọi người. Hên nha. Hôm nay vừa đỏ vừa ngọt nữa. Rồi ăn thêm miếng nữa. Sáng lót dạ bằng miếng dưa hấu, giờ thì mình nấu nha. Ở đây thì Tuyền sẽ làm dưa chua trước. Hôm bữa còn dư nửa trái đu đủ nè, Tuyền sẽ sắc nhỏ ra dày. Mọi người có đoán ra được là Tuyền làm món gì chưa? Mà hơi khó hèn. Thôi để Tuyền nói đáp án luôn. Tuyền sẽ làm bún chả Hà Nội. Thấy Tuyền gan chưa? Đó giờ chưa đi Hà Nội lần nào, nhưng mà bữa nay cũng bày đặt làm bún chả Hà Nội ăn cho biết nè. Tuyền sẽ cho vào trong đây giấm với lại đường, rồi mình làm dưa chua như bình thường thôi, ướp ở đó một chút xíu. Tuyền có mua một miếng thịt mà Tuyền thì không biết lựa thịt. Nhìn cái miếng thịt của Tuyền nó chán ghê mọi người ha. Thịt này thì Tuyền sẽ cắt làm hai, một thì mình sẽ xắt lát mỏng làm thịt nướng, hai thì mình sẽ bầm ra làm chả. Tuyền sẽ làm thêm một cái chén nước sốt đặng ướp hai cái này luôn cho tiết kiệm thời gian. Tuyền ướp thịt với những gia vị cơ bản thôi, mình sẽ ghim lên màn hình, còn mọi người tùy chỉnh theo khẩu vị của gia đình mình nha. Được chén nước sốt rồi, giờ thì mình chia làm hai, mỗi em một muỗng, ướp ở đó tầm khoảng 30 phút. Sau 30 phút có chuẩn của cái món này thì mọi người nướng vào bếp than nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà cách nhanh nhất thì mọi người có thể cho vào nồi chiên không dầu nè, hoặc là mình áp trực tiếp trên chảo cũng được. Thịt thì Tuyền sẽ cho vào nướng luôn, còn chả thì mình sẽ ém chặt thành những viên dẹp dẹp dày rồi cho vào nướng. Wow, nhìn cái màu hấp dẫn quá nè mọi người. Giờ thì có chả rồi thì phải có bún, bún chả Hà Nội mà. Đây mới là cái thứ mà mình tò mò nhất về món bún chả Hà Nội. Tuyền sẽ cho giấm, nước mắm, đường rồi cho nước sôi vào. Mọi người sẽ nấu cái phần nước mắm này sôi lên, sau đó thì đổ trực tiếp vào cái bún lúc nãy. Thì mọi người thấy là mặn lắm đúng không? Giờ thì Tuyền sẽ xịt miếng tiêu lên nữa cho nó chuẩn. À mà khoan, còn miếng rau húng quế nữa chứ. Đây, bún chả Hà Nội, mời mọi người nha. Mình sẽ ăn thử nha, hồi hộp lắm luôn. Đây là lần đầu tiên mình ăn cái món này luôn ấy. Trộn đều lên. Nơi lần đầu tiên ăn bún mà nước mắm chan ngập chạng gì cũng nhà quê lắm đâu có biết đâu. Lên xem mọi người ăn kiểu gì. Mình ăn theo kiểu nấy, lần đầu tiên mà. Ui, nhưng mà bất ngờ với cái vị đó nha. Ban đầu Tuyền tưởng là nó mặn lắm, nhưng không mọi người, nước mắm sẽ chua chua ngọt ngọt, ăn kèm với dưa chua bún thì ta nói siêu dính luôn. Cắn một miếng thịt mà trúng miếng mỡ một cái, ngon nha.